Và quý vị ơi, bonsai 392, một cây mai chiếu thủy da đen nha quý vị. Cây này là có cái giá nó là 450k bao ship toàn quốc nha quý vị. Đó. Lá nó này nè, lá chung nha quý vị. Lá mai chiếu thủy lá chung mà da đen nha. Có nu luôn, cục cục luôn nữa nè. Tỷ lệ chạy trà xanh nè nha quý vị. 450 bao ship nha quý vị. Siêu quái luôn nha. Rồi, có chậu, bao gồm chậu luôn nha. Từ dưới gốc mà lên tới trên ngọn là 4 tấc 4 nha quý vị. Hai găng tay nha. Đây là gốc của nó nè. Đế nó nằm dưới này nha. Đó. Còn đây là cái ngọn của nó nè. Rồi, 450 nha quý vị. Bao ship luôn ha. Cây này quá dữ lắm mà nha. Rồi, kết thúc luôn. Ai, xuống luôn. Quá lắm hả chàng? Quá không?